dò dỉ thêm ảnh, phòng the, nghi vấn của Bin và dàn bồ cũ, hình xăm từ tay đến vai, cả góc mặt đều trông rất quen. Khắp cõi mạng mới đây lại được fan xôn xao với loạt ảnh nóng được cho là của Bin và bồ cũ. Mới đây, khắp cõi mạng bỗng dần dần khi loạt ảnh, giường chiếu, được cho là của Bin với dàn bồ cũ bất ngờ bị dò dỉ. Trong khung hình, nhân vật nam được cho là Bin liên tục có những hành động sờ mó nhạy cảm với bạn gái. Netizen khui lại ảnh nhạy cảm được cho là của Bin với một cô gái lạ mặt giữa ồn ào, rapper số 1 Việt Nam. Cặp đôi nam nữ đứng tạo dáng, mây mưa, với nhiều tư thế khác nhau, khiến ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt. Bên cạnh đó, chi tiết gây chú ý nhất chính là phần hình xăm trên cơ thể nam chính cực giống với Bin. Điều này khiến dân tình xôn xao nghi ngờ Bin chính là nhân vật trong khung hình. Dù chưa thể khẳng định đây có phải là sản phẩm của Photoshop hay không nhưng hình ảnh này cũng khiến netizen bàn tán khá nhiều. Về phía nam rapper, sau khi liên tục bị réo gọi vào drama, ảnh nóng, đến hiện tại anh vẫn chưa có bất kỳ phản hồi chính thức nào. Cả cõi mạng xôn xao ảnh, giường chiếu, được cho là của Bin và bồ cũ. Hình xăm trên tay và ngực của nam chính cực giống với Bin. Những hình ảnh, mây mưa, khiến ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt. Đây không phải lần đầu Bin bị tung tin đồn lộ ảnh nóng với người yêu. Hình ảnh của nhân vật giống với Bin khoe vùng nhạy cảm. Xôn xao hình ảnh người có ngoại hình giống hệt Bin khoe vùng nhạy cảm. Châu Bùi bạn gái Bin có động thái giữa ồn ào, bồ cũ rapper số 1 Việt Nam, bị phát tán kho ảnh nóng. Trước Châu Bùi, Bin từng hẹn hò hai mỹ nhân bốc lửa, hot girl Việt Kiều Cassi quá sexy, hoa hậu con nhà giàu lột xác Hàn ở Úc. Hiện Bin chưa có phản hồi chính thức nào sau khi liên tục bị réo tên vào drama dò dỉ ảnh nóng. Dò dỉ thêm ảnh, phòng the, nghi vấn của Bin và dàn bồ cũ, hình xăm từ tay đến vai, cả góc mặt đều trông rất quen. Khắp cõi mạng mới đây lại được fan xôn xao với loạt ảnh nóng được cho là của Bin và bồ cũ. Mới đây, khắp cõi mạng bỗng dần dần khi loạt ảnh, giường chiếu, được cho là của Bin với dàn bồ cũ bất ngờ bị dò dỉ. Trong khung hình, nhân vật nam được cho là Bin liên tục có những hành động sờ mó nhạy cảm với bạn gái. Netizen khui lại ảnh nhạy cảm được cho là của Bin với một cô gái lạ mặt giữa ồn ào, rapper số 1 Việt Nam. Cặp đôi nam nữ đứng tạo dáng, mây mưa, với nhiều tư thế khác nhau, khiến ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt. Bên cạnh đó, chi tiết gây chú ý nhất chính là phần hình xăm trên cơ thể nam chính cực giống với Bin. Điều này khiến dân tình xôn xao nghi ngờ Bin chính là nhân vật trong khung hình. Dù chưa thể khẳng định đây có phải là sản phẩm của Photoshop hay không nhưng hình ảnh này cũng khiến netizen bàn tán khá nhiều. Về phía nam rapper, sau khi liên tục bị réo gọi vào drama, ảnh nóng, đến hiện tại anh vẫn chưa có bất kỳ phản hồi chính thức nào. Cả cõi mạng xôn xao ảnh, giường chiếu, được cho là của Bin và bồ cũ. Hình xăm trên tay và ngực của nam chính cực giống với Bin. Những hình ảnh, mây mưa, khiến ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt. Đây không phải lần đầu Bin bị tung tin đồn lộ ảnh nóng với người yêu. Hình ảnh của nhân vật giống với Bin khoe vùng nhạy cảm. Xôn xao hình ảnh người có ngoại hình giống hệt Bin khoe vùng nhạy cảm. Châu Bùi bạn gái Bin có động thái giữa ồn ào, bồ cũ rapper số 1 Việt Nam, bị phát tán kho ảnh nóng. Trước Châu Bùi, Bin từng hẹn hò hai mỹ nhân bốc lửa, hot girl Việt Kiều Cassi quá sexy, hoa hậu con nhà giàu lột xác Hàn ở Úc. Hiện Bin chưa có phản hồi chính thức nào sau khi liên tục bị réo tên vào drama dò dỉ ảnh nóng. Dò dỉ thêm ảnh, phòng the, nghi vấn của Bin và dàn bồ cũ, hình xăm từ tay đến vai, cả góc mặt đều trông rất quen. Khắp cõi mạng mới đây lại được fan xôn xao với loạt ảnh nóng được cho là của Bin và bồ cũ. Mới đây, khắp cõi mạng bỗng dần dần khi loạt ảnh, giường chiếu, được cho là của Bin với dàn bồ cũ bất ngờ bị dò dỉ. Trong khung hình, nhân vật nam được cho là Bin liên tục có những hành động sờ mó nhạy cảm với bạn gái. Netizen khui lại ảnh nhạy cảm được cho là của Bin với một cô gái lạ mặt giữa ồn ào, rapper số 1 Việt Nam.